với mong muốn mang những sản phẩm đẳng cấp quốc tế và phong cách phục vụ bậc nhất tới quý khách hàng. Các sản phẩm mang phong cách hiện đại có thể kể đến như Turi, Formenti, Formitalia của Italia, nội thất Bellona của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu khách hàng thích ngôi nhà theo phong cách cổ điển, tân cổ điển hay quý phái, tinh tế, thì các sản phẩm đến từ thương hiệu Sochi, Arido Classic hay La Contessina là sự lựa chọn tinh tế dành cho ngôi nhà của bạn. Tiện nghi, sang trọng, đẳng cấp. Hãy để PT Casa biến ngôi nhà mơ ước của bạn thành hiện thực. Vì điều kiện cuộc sống hay vì công việc mà chúng ta không có những cái Tết đoàn viên quây quần bên gia đình của mình, chắc hẳn đấy sẽ là giây phút chúng ta cảm thấy cô đơn nhất. Và dù chúng ta có vui đến đâu chăng nữa, lòng chúng ta vẫn hướng về quê nhà, hướng về những người thân thương. Và thật sự sẽ rất buồn khi lúc đó chúng ta không được có cơ hội ở bên cạnh những người thân của mình. Và bây giờ thì thưa quý vị, một sáng tác của ca nhạc sĩ Duy Mạnh, Nỗi lòng người tha hương, do chính tác giả trình bày. Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn, nhìn về xa xưa với những tháng năm tuổi thơ. Ôi quê hương của tôi mãi trở về đó đưa tôi qua dòng sông mát trong. Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn, thật dòng lệ tuôn khi nhớ đến cha mẹ tôi. Bao nhiêu năm già trôi xứ người, đời tha hương tôi luôn ước ao hạnh phúc. Tôi ước ao một mai trở về thăm cô hương, tìm lại bóng dáng xưa bấy lâu nay không gặp. Bạn bè thân của tôi chắc gặp nhau rất vui, kỷ niệm ngày xưa đó tôi không bao giờ quên. Tôi ước ao một mai trở về thăm bến xưa, dòng sông vẫn mát trong luôn mong tôi quay về. Mẹ cha yêu của tôi chắc giờ đang rất mong tôi là người hạnh phúc nếu như được trở xa xưa với những tháng năm tuổi thơ. Ôi quê hương của tôi mãi chiều về đó đưa tôi qua dòng sông mát trong. Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn, chợt dòng lệ tuôn khi nhớ đến cha mẹ tôi. Bao nhiêu năm già trôi xứ người, cuộc đời tha hương tôi luôn ước ao hạnh phúc. Trở về thăm cô hương, tìm lại bóng sáng xưa bấy lâu nay không gặp. Bạn bè thân của tôi chắc gặp nhau rất vui, kỷ niệm ngày xưa đó tôi không bao giờ quên. Tôi ước ao một mai trở về thăm bến xưa, dòng sông vẫn mát trong luôn mong tôi quay về. Mẹ cha yêu của tôi chắc giờ đang rất mong tôi là người hạnh phúc nếu như được trở về. Tôi ước ao một mai trở về thăm cô hương, tìm lại bóng dáng xưa bấy lâu nay không gặp. Bạn bè thân của tôi chắc gặp nhau rất vui, kỷ niệm ngày xưa đó tôi không bao giờ quên. Tôi ước ao một mai trở về thăm bến xưa, dòng sông vẫn mát trong luôn mong tôi quay về.
chắc giờ đang rất mong. Tôi là người hạnh phúc nếu như được trở về. Mẹ cha yêu của tôi chắc giờ đang rất mong. Tôi là người hạnh phúc nếu như được trở về. Xin cảm ơn quý vị nhiều, xin cảm ơn. Trung tâm nội thất nhập khẩu châu Âu PT Casa, số 177 Cầu Diễn, Hà Nội. Kính chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng.